mỗi sáng thức dậy thường loài tính toán, việc nhà bếp nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thế xuân chẳng còn son. Trong bao ánh mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn đường em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắc khăn sau này, dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bi thương, mẹ biết giữa em đây. Giỏi quá, bữa nay biết phụ tôi luôn. Ba về. Trời ơi, sao hay vậy ta, về ngay giờ ăn luôn. Anh lẹ rửa tay vô ăn cơm. Con trai lên mời ông bà xuống cơm đi. Ông bà đi đâu mất rồi? Ủa, ba má đâu vậy em? Trả lời mắc cười quá à, ông bà đi du lịch. Đi du lịch với bác hai, sáng bác hai qua đây nói là xin cho ba mẹ đi vài ngày. Rồi đi du lịch lại đâu? Uống đũa đâu con, con quên. Thôi để ba lấy cho. Nói là đi Nha Trang chơi á. Trời ơi, hè này mà đi Nha Trang tắm biển thì còn gì bằng nữa. Hay bữa nào gia đình mình sắp xếp điều chuyến nha em. Anh này á đi du lịch ham lắm. Yeah, con thích biển. Bây giờ em đang lo nè, ba mẹ đi không ai canh hai đứa nhỏ nè. Em thì đi làm ha, nhiều đi học, còn anh đó hả đi lái xe, ai mà canh hai đứa nhỏ. Ba mẹ cứ để cho con cho, con sẽ trông em cẩn thận. Đâu có được, hai đứa con còn nhỏ, đâu có ở nhà mình được. Chết rồi. À, hay là em nhờ ông bà ngoại ta. Như vậy á thì anh sợ phiền ông bà lắm. Thì cái gì trời, chăm cháu mà phiền gì. Ông bà thương hai đứa cháu chết luôn, hai con ở với ông bà ngoại nha. Dạ. Vậy em coi lựa lời nói chuyện với ông bà đi. Dạ, bây giờ lấy cơm. Nhanh đi, anh đói quá nè. Biết rồi. Ba má có mệt lắm không? Cũng gần tới nhà rồi á. Gần tới rồi hai con. Dạ. Trời ơi, ba má có mệt mỏi gì đâu. Chỉ qua là không khí ở đây á, nó ô nhiễm quá đi. Đã như vậy á, trời nó còn nắng nóng nữa. Má chỉ sợ á, ba của tụi bay á, không có chịu được nắng thôi. Làm gì mà không chịu được bà. Lên chơi với hai đứa nhỏ là thấy vui rồi. Nóng cấp mấy cũng chịu được hết bà ơi. À, ở trên này sáng nắng chiều mưa à. Mà ba má nè, hai đứa nhỏ ở nhà mong chờ ông bà lắm đó nha. Vậy sao hả, tụi bay không đưa cho mấy đứa nó về với ba má? Trời ơi, ở dưới hả, không khí nó trong lành, vườn cây trái nó xum xuê, thoải mái, muốn ăn trái gì là có trái đó. Không chịu đưa tụi nó về dưới à, bay thiệt là. Dạ, hai vợ chồng con muốn vậy lắm, mà sợ đêm hôm nhớ chịu sao nổi. Thiên Ngân ơi, Thiên Nhi nữa, lên đón bà ngoại nè. Ba mẹ chào đi. Chào ông bà ngoại. Chào ông bà ngoại. Chào ba cháu. Tụi con nhớ ông bà ngoại sáng giờ luôn. Ơ, ông bà ngoại một cái coi. Một cái coi. Dễ thương quá. Ông bà ngoại có mua trái cây cho tụi con không? À, thì ra chứ đợi trái cây á, chứ đâu có nhớ ông bà ngoại, phải không? Dạ. Đâu có đâu, chỉ có anh hai mới thèm trái cây thôi à. Tôi nhớ bà ngoại lắm. Đó, thấy chưa? Ông ngoại có nghe cháu ngoại tôi nói gì không? Nghĩ xấu cháu ngoại tôi không hà. Tôi biết rồi. Ba má mình mệt thôi, thôi nghỉ ngơi chút xíu ha. Giờ tụi con đi làm. Nè hai đứa nè, mẹ dặn nè nha, không có quậy ông bà ngoại nha. Làm ông bà ngoại mà mệt á là mẹ đánh đòn nghe chưa. Dạ. Ôi, biết rồi. Dạ. Biết rồi phải không? Để lo đi làm đi anh. Thôi con xin phép ba mẹ đi. Ba ba, ba cầm tiền nha. Cầm tiền. Con mua trái cây, con mua đồ ăn đủ trong tủ lạnh hết trơn á. Giờ á, má thèm gì á thì má cứ nấu, ba thèm gì cứ nấu, nhưng mà nấu ít thôi, nấu ăn đỡ đói thôi, chứ chiều tối con về á con nấu cả nhà mình ăn cơm nha. Trời ơi con đừng có lo, cái mày để cho hả là ba má lo cho. Trời ơi cứ yên tâm đi, đi 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 con, đi để chồng thôi, con giữ tiền. Thôi ba cầm tiền đi, lỡ nhà có người mua xài gì xài, con đi, con đi làm nha nha. Thôi ba giữ tiền đi, tao có tiền mà. Thôi má cứ cầm tiền đi, đâu có sao. Thôi, đâu nó kêu cầm thì cứ giữ cầm cho nó vui đi. À, ông sao kỳ. Ây da.
là xe kha trên trên đó. Đó, xe này xe tải chở hàng nè. Cần gì? Trời đất ơi, mê chơi mà tôi về không biết luôn nè. Đây cái gì đây? Mới mua hả? Dạ. Sao? Mẹ ơi, ông ngoại mua cho con gốc bông nè. Trời, gốc bông con nhiều lắm rồi. Sao rồi ông ngoại mua chi tốn tiền ngoại vậy con? Tụi con đâu có đòi đâu. Ông ngoại mua cho tụi con mà. Con không đòi sao ông ngoại mua mà. Ba ơi, tại vì tụi nó được chơi nhiều lắm mà coi nè. Đầy nhà trên nó chơi vài bữa nó tức à. Kệ okay, đi con, có bao nhiêu đâu, mua cho tụi nó chơi mà. Ừ, đúng rồi đó, nó có nhiêu tiền của con. Trời ơi. Uống sao ba? Nãy giờ còn dễ không chơi gì vậy Thiên Chi? Hử? Chơi gì đó? Nè, sao mà không chịu ăn ngồi dưới nhơi hoài vậy ta? Ăn đi con. Lúc nãy á, má thấy ông ngoại á mua kẹo cho hai đứa nó ăn. Chắc giờ á no rồi không ăn nổi nữa chứ gì. Thôi ráng ăn đi con. Ủa, hai đứa mẹ dặn sao? Mẹ dặn sao? Trước giờ ăn là không được ăn bánh ăn kẹo. Giờ tới giờ ăn con ngồi con nhơi nhơi vậy. Hai đứa bình thường thích ăn pizza, mẹ mới mua pizza về. Giờ vậy đó hả? Mẹ không cần biết, hai đứa phải ăn hết hai cái phần pizza này cho mẹ không thôi mẹ đánh đòn á. Thôi đi em, lỡ rồi, con ăn được bao nhiêu đi em, đừng ăn ráng. Không ăn nổi á, thì tí nữa ăn tiếp. Nghe rõ chưa? Dạ. Lỡ lần này thôi nhưng chưa? Dạ. Bực mình cũng chết vậy. Ai làm gì em bực mình? Thì ba với má đó. Không phải là bực mình ba má, mà tự nhiên ba má chiều hai đứa nhỏ làm chi, mua ba cái đồ mắc tiền. Thì chắc hai đứa tụi nó đòi thì ông bà mới mua. Trời ơi, anh biết không, mấy cái món đồ đó hả, cả một món là cả 1 triệu. Mà em không biết sao mà hả, ba má đi chiều hai đứa nhỏ như vậy nữa. Sao mà mắc dữ vậy ta? Lỡ ba má không có tiền tội nghiệp, anh biết không? Thương cháu quá, em biết thương cháu quá, nhưng mà làm gì tụi nó hư. Lại ba má tốn tiền, em tức quá trời. Thì biết ông bà cưng chiều nên hai đứa nó mới vậy á. Mà thôi, chuyện cũng lỡ rồi, em cũng đừng nói lại nữa. Ông bà biết lại không vui. Thôi, đi ngủ đi. Ngủ gì nay mà bọn chết tự nhiên ra đi. Chào mẹ tôi cân mới về. Ờ, giỏi. Ủa, ông bà đâu? Ông bà đang nói chuyện với mấy người hàng xóm bên kia kìa mẹ. Chơi vui không? Dạ vui. Vui quá trời hả? Giấu giấu gì sao lưng? Đưa coi coi. Đây coi coi, đưa mẹ coi. Bị đòn bây giờ, đưa coi coi. Đây, còn bên đây nữa. Ông ngoại mua cho con đó hả? Dạ. Cái này mắc lắm, sao con đòi ông ngoại mua? Mẹ đâu có cho đâu, ông ngoại đâu có tiền. Ông ngoại kêu cho tụi con mua thôi. Cái gì, ông ngoại sao? Ông ngoại kêu cho tụi con mua. Con không đòi sao ông ngoại biết con thích mà mua? Hả? Mẹ dặn sao? Đi chơi không có đòi mà. Sao cãi lời mẹ vậy? Đi lên lầu mẹ tắm rửa nè. Mồ hôi còn kê không à? Dạ. Yeah. Sao? Tụi chơi vui á. Ừ. Tôi thấy ông cũng vui ra mặt rồi đó nha. Mà sao hôm nay thấy ông mua đồ cho mấy đứa nhỏ thấy hơi nhiều đó nha. Còn ngày tôi thấy ông tiếc tiền lắm mà. Sao hôm nay mà cũng bung tiền cho dữ vậy? Thôi kệ nó đi. Đâu có nhiều đâu. Mua cho tụi nó chơi thôi mà. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà ông ơi, tôi thấy hai đứa bé nó đi học tối ngày à. Mà cha mẹ nó thì cũng đi làm tối ngày. Thấy tội quá ông ơi. Hay là mình nói với vợ chồng nó, cho hai đứa nó hả, về quê ở chung với mình đi. Ở dưới quê mình cũng có trường học mà. Mình là ông bà già, thấy con cháu mình ở trên đây á, mà nó được vui vẻ, hạnh phúc á, là mình nó mừng rồi. Tiền bạc ăn bao nhiêu cũng hết. Nên á, tôi mua đồ chơi cho tụi nó, để tụi nó vui chơi đó, để nó được bằng với bạn bè, không phải thiệt thòi bà ơi. Ông nói á, tôi nghe á cũng có lý rồi nha. Chào dạ. Con ba má, nãy đi chơi mấy đứa vui không ba má? Trời ơi, vui quá chừng đòi mua tùm lum đồ hết trơn hà. Trời ơi, có bao nhiêu đâu không biết nữa à. Con thấy mấy cái đó nó mắc tiền cũng chết luôn á.
đâu có nhiêu tiền đâu con. Con biết là ba má không bao giờ hả cảm thấy tiếc tiền với cháu mình hết. Mà biết sao không? Tại vì nè, con nít ở thành phố nó dễ đua đòi lắm. Nên hai vợ chồng con hả cũng nghiên cứu coi sách rồi coi vở rồi cũng biết cái cách mà dạy con. Thật ra lâu lâu con cũng có mua quà cho nó, chứ ba đừng có nghĩ là con không mua. Có mua nhưng mà vậy nè, con ví dụ như một tuần này nó có điểm thưởng nhiều á thì con mua con cho. Chứ còn tự nhiên mình cho nó dễ quá, ví dụ như bữa nay được cái này là nó đòi cái khác, nó thấy bạn nó có là đòi vậy, cái thành ra cái mình con mình nó bị đua đòi á. Nên con cũng hơi lo, hai vợ chồng con cũng tiện tặng mà. Rồi á, với lại cái điều quan trọng nó giảm cái sức phấn đấu của nó. Ví dụ như nó muốn cái món đồ chơi nó phải cố gắng học giỏi, hay nó làm việc nhà nó phụ mẹ phụ ba như vậy đó, hay hoặc là nó ngoan với ông bà, cái như vậy có vui hơn không? Con biết á là hả, ông bà thương cháu lắm, nhưng mà mình mua cái gì mua rẻ rẻ, mua gì con cũng tiết tiền. Chứ đồ chơi nó chơi, nít nó chơi bữa hai bữa nó chán hả, con cũng biết mà. Nên mai mốt ba mua rẻ rẻ thôi, ha ba. Ừ, ba hiểu rồi. Ba cũng không nghĩ tới chuyện đó. Ba chỉ nghĩ á, là tụi nhỏ nó thích cái gì á, thì ba mua cái đó cho tụi nó. Dạ. Con yên tâm, từ nay á, ba sẽ không phung phí như vậy nữa. Dạ con hiểu rồi, mà má yên tâm đi. Tại vì á, bình thường á, tụi con cũng tổ chức cho nó đi chơi. Đi chơi trong nhóm của con á, mấy bà mẹ bỉm sữa chơi với nhau. Rồi cái cũng mấy ông chồng cũng ha dắt mấy đứa nhỏ đi chơi chứ không có bỏ. Má đừng có lo như vậy nha. Cháu của má được chơi đầy đủ, là học hành là học giỏi. Bây giờ má biết rồi con gái à. Dạ giờ ba má ta lên trển tắm rửa đi, con nấu cho xong bữa cơm với cả nhà mình xuống ăn cơm nha. Thôi ông lên tắm đi, đỡ tôi ở đây tôi dụ tôi phụ con gái một chút. Đó, không? Má dưới đây má dạy con nấu ăn đó, ba anh chỉnh tắm rửa. Rồi, đi. Rồi ông đi đi ha. Có những muôn vô số đời lo cho chúng ta. Ngày ngày ra phố mua sắm là cả. Tụ tập quán xa trò chuyện với cô bạn thân. Chẳng còn muộn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong bao ánh mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào. Chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối. Chẳng ai ngoài em nhìn xa em giấc mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng. Vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương. Mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời các cơn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất tin thương. Mẹ biết sữa em đây.